Bạn trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái box sạc một sao. Thì đây là box sạc một sao vỏ nhôm và ra được dòng tối đa là 1A. Cái box này khá là tiện dụng trong trường hợp mà bạn có các cái sao pin lẻ. Ví dụ như khi bạn sử dụng vape và bạn đồng thời cũng muốn sử dụng các cái pin đấy để cho sạc điện thoại cho các bạn. Thì box sạc một sao nó nhỏ gọn, vì vậy mang đi để trong ví hoặc là các cái túi xách nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều so với các cái box sạc mà thì kích thước to hơn. Tuy nhiên cái bù lại của bạn đó là cái dung lượng nó sẽ nhỏ. Thì box sạc này chỉ dung lượng bằng một viên pin. Ví dụ nếu mà bạn lắp viên pin dung lượng 3000 mAh thì nó chỉ có thể sạc ra cỡ cho được khoảng độ 1 phần 1,5 lần cái iPhone của các bạn thôi. Box này được làm bằng bề ngoài là vỏ nhôm CNC ở đây, và bên trong là vỏ nhựa. Nó có một cái chỉ có một cái đèn báo và nó không có nút điều khiển. Đây là không có nút điều khiển mạch, cũng khá đơn giản. Ở đây có một con chip MP3401A, bộ lọc đầu vào đầu ra của box thì nó chỉ có là một cổng micro USB và một cổng USB để sạc. Tháo lắp khá là tiện, thì bạn tháo và bạn kéo nó ra, lắp pin vào đây. Thường pin nếu mà bạn sử dụng các cái pin mà có đầu nhọn thì nó không vừa lắp vừa bóc, chiếu cái bóc này sử dụng các cái pin đầu bằng. Đầu bằng tức là các cái pin mà cái đầu mà nó bằng ở đây, đây là pin đầu bằng. Còn pin của các cái bóng đèn cho đèn led cho đèn pin thì thường nó sẽ đầu nhọn, bạn sẽ lắp không vừa. Ví dụ đây tôi đang lắp một viên pin Panasonic 7400 mAh cũ. Với pin này tính cái hiệu suất sạc của bóc cỡ khoảng độ tầm 80%, thì trừ đi hiệu suất mạch sạc nữa, với cái dung lượng 3000 mAh thì chúng ta ra được cỡ khoảng độ tầm 2005 đến 2006 mAh. Thì dòng xả ở đây nó chỉ là 1A, ra ngoài thì cái pin này sẽ phải chịu cái dòng xả cỡ khoảng độ 1,5. Đây khá là gọn. Và lắp cái đầu này vào. Để chú ý là khi mà lắp, nếu cái đầu này nó nhiều cái vết bẩn này bạn nên cậy đi, bởi vì cái thiết kế của box này rất là hẹp, vậy khi các bạn lắp nó có thể kênh lên, do đó cái thành của nhôm này có thể cọ vào cái vỏ viên pin, như vậy có thể làm trầy xước viên pin của bạn. Ta test thử cái dòng sạc và dòng xả của box lại. À, tôi sẽ tắt đèn đi. Nó sẽ lấy một cái thiết bị đo mà có cái đèn nó sáng hơn một chút. Chỗ đây chúng ta có ruồi và nó led sáng hơn một chút, chúng ta dễ nhìn hơn. Đúng rồi, 13. Tiếp chúng ta test thử qua tải, chúng ta tải 1A đây. Thấy là ra 1A mà cái điện áp pin vẫn là 5, điện áp box vẫn là 5,6V. Ra thử sạc có một điện thoại xem. Điện thoại giả sử đây chúng ta có điện thoại Xiaomi, sẽ thử cắm sạc xem sao. Tôi cỡ khoảng độ 1A, gần 1,1. Điện áp pin không hề tụt, vẫn là 4, gần là 5A, 5V. Thì box này các bạn có thể dùng như một cái mạch khi mà các bạn tiện dụng, khi mà các bạn di chuyển, vì tầm nào cái mạch đây, cái mạch bắc đây điều khiển hơi chậm, và khi sử dụng thì cái chip ở đây nó sẽ khá là nóng. Đây đây, ta theo dõi cái pin này xem hoạt động làm sao. Đầu ra 5,6 và dòng là cỡ khoảng độ 1A, khá là ổn định dòng. Cái chip này khi hoạt động nó sẽ khá là nóng, không vấn đề gì cả.
Thế đây là một cái bóc rất là tiện dụng khi mà các bạn muốn mang đi đâu đó vì nó rất là nhỏ gọn, chỉ bằng một cái cỡ thỏi son thôi. Nó ra là một A, và cái dung lượng pin thì tùy vào cái dung lượng pin của bạn. Dung lượng pin của bạn nếu mà cỡ khoảng độ 3000 thì chúng ta sẽ được cỡ sạc ra thì chúng ta sẽ cỡ khoảng độ tầm 2005 đến 2006 mAh gì đó. Chưa, các bạn đã theo dõi.